Chỉ vài giờ sau khi thủ đô Washington D.C. bị chấn động bởi một vụ xả súng ngay tại một căn cứ hải quân làm ít nhất 13 người thiệt mạng, lực lượng an ninh Mỹ lại phải phong tỏa khu vực xung quanh Nhà Trắng vì lý do an ninh, sau khi một người đàn ông ném pháo vào khuôn viên nơi Tổng thống Mỹ sống và làm việc. Sự việc xảy ra vào khoảng 18 giờ 30 phút theo giờ địa phương. Nhân chứng tại hiện trường cho biết các nhân viên an ninh đã khống chế một người đàn ông ở bên ngoài cổng Nhà Trắng, ngay sau khi người này đốt và ném các quả pháo qua hàng rào phía bắc của Nhà Trắng. Nghi phạm bị bắt giữ ngay sau đó là một người đàn ông da trắng trung niên. Danh tính được xác định là Alexandra Sahagan. Hiện người này đang bị tạm giữ nhưng chưa bị buộc tội. Lực lượng an ninh sau đó phong tỏa công viên đối diện Nhà Trắng, nơi các khách du lịch thường đổ về đây vào những buổi chiều. Việc phong tỏa diễn ra trong vòng 30 phút để thực hiện các biện pháp kiểm tra an ninh.